ca sĩ VMC, chồng nội trợ còn vợ làm cho chính phủ Mỹ, anh bán xôi đổi đời không phải vì tiền. VMC sinh năm 1968 tại Hà Nội, anh nổi tiếng những năm 90 khi bắt cặp cùng ca sĩ Thu Phương, trở thành đôi song ca ăn ý. Ở thời đỉnh cao của sự nghiệp, họ là cặp đôi vàng của nhạc nhẹ Việt Nam, hướng tới phong cách trẻ trung năng động, cùng gu âm nhạc hiện đại. Năm 2003, VMC cùng Thu Phương sang Mỹ lập nghiệp. Tuy nhiên, vì áp lực cuộc sống, trục trặc trong giấy tờ, họ xích mích, tình cảm rạn nứt, giọt nước tràn ly. Khi VMC vướng vào cuộc tình sét đánh với một ca sĩ khác khi trở về Việt Nam làm giấy tờ, khiến cuộc sống của anh đảo lộn và hôn nhân không thể cứu vãn. Năm 2007, cặp đôi ly hôn, Thu Phương là người nuôi dưỡng hai con. Sau đó, cô sớm bén duyên với bầu show Dũng Taylor. Phần VMC, anh suy sụp tinh thần khoảng thời gian dài. Tôi độc thân 5 năm sau khi chia tay Thu Phương. 5 năm đó tôi không có giấy tờ bên Mỹ, chỉ có bằng lái xe, ở nhờ nhà người quen mỗi nơi một thời gian. Kinh tế thảm hại, túng thiếu, ít show, may có gia đình gửi tiền trợ giúp. VMC tâm sự, cuộc đời tôi không tránh khỏi chữ duyên. Lúc đó, tôi kết hợp với một người bạn, mở quán cà phê và sữa đậu nành. Ở North Hollywood, khách của tôi toàn người Mỹ, là dân nghệ sĩ, nhà văn, người viết kịch bản phim, toàn dân Hollywood. Tôi có lợi thế là nói được tiếng Anh từ thời chưa qua Mỹ, vì học tiếng Anh từ nhỏ. Tôi tự tin rằng mình nói tiếng Anh tương đối vững. Biệt danh anh bán xôi cũng từ đó mà ra. Khi tôi trả lời phỏng vấn với một tờ báo trong nước, quán của tôi là Coffee and Soy, cà phê và sữa đậu nành. Có lẽ họ nghe nhầm nên nghĩ là cà phê và xôi, và họ nói tôi bán xôi. Sau đó, mà tôi quen vợ hiện tại ở quận Cam, lần này thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh theo hướng tích cực. Tôi gặp Bảo Quyên qua bữa tiệc, cô ấy không biết tôi là người nổi tiếng, cũng không quan tâm đến quá khứ. Trước đó tôi quen biết bố và mẹ kế của vợ, ông ủng hộ dù biết hoàn cảnh của tôi. Vợ tôi lúc đấy độc thân, chỉn chu, tôi thấy mình như chuột xa chĩnh gạo. Hồi mới cưới, tôi cứ đi đi lại lại giữa quán với chỗ bà xã nên hơi nản. Nhưng phải đến khi kết hôn và sinh đứa thứ nhất, tôi mới bỏ làm quán vì không thể nào cáng đáng được mọi thứ nữa, phải buông tay. Hai vợ chồng bàn bạc, chắc chắn phải có một người ở nhà để chăm sóc con cái. Vợ tôi có thu nhập ổn định hơn, nên cô ấy quyết định sẽ là người tiếp tục đi làm. Thực ra lúc đó thu nhập của tôi ở quán cũng khá, vào khoảng 8.000 đô một tháng. Nhưng tôi nghĩ nếu có đi thuê một người trông con, cũng không tốt bằng mình, rồi kéo theo nhiều chi phí khác. Lợi nhuận của quán như vậy không đáng để giữ lại quán, nên tôi bán hết đi để về nhà chăm con. Đến giờ tôi cũng khá tiếc nuối. Tình yêu với tôi rất quan trọng, nhưng tiền trang trải cho cuộc sống còn quan trọng hơn. Mọi người nói tôi giỏi khi tự mở được quán, nhưng giờ cho bất kỳ một ai sang Mỹ mà không còn lựa chọn nào khác, thì sẽ phải làm tất cả công việc của tôi. Chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên về tôi. Con trai Hà Nội đa số là công tử, tôi lại là con út nữa, nên hầu như trước đây không phải đụng tay đụng chân vào việc gì. Mẹ tôi là dân Hà Nội gốc, nữ công gia chánh nên khi sang Mỹ, tôi chọn làm quán ăn vì cũng là thế mạnh của mẹ tôi. VMC cho hay, bà xã là người Mỹ gốc Việt kết hôn hơn 10 năm, có chung hai con trai, bé lớn 12 tuổi, bé nhỏ 10 tuổi. Ca sĩ cho biết anh đã thay đổi nhiều sau những biến cố, thăng trầm. Bây giờ, tôi có thể làm những việc mà trước đây, lúc còn ở Việt Nam chưa từng làm như chăm sóc con nhỏ, lo nội trợ, nấu ăn. Cuộc sống ở Mỹ và lần kết hôn thứ hai khiến tôi trở nên khác hoàn toàn. Có thể lúc đầu đó là điều cần thiết để thích nghi và tồn tại. Nhưng giờ mọi thứ thành thói quen, phong cách sống của tôi. Vợ tôi 50 tuổi, sang Mỹ từ nhỏ, nhưng vẫn nói được tiếng Việt, mang cốt cách người Việt. Cô ấy không giỏi nữ công gia chánh, nhưng bù lại rất quyết đoán và có trách nhiệm. Bà xã sống tình cảm, yêu thương chồng con. Sau một lần đổ vỡ, ca sĩ cảm thấy may mắn, bởi cuộc hôn nhân thứ hai của anh khá êm đềm. Vợ chồng tôi ít mâu thuẫn, vì luôn tôn trọng công việc của nhau và phân công mọi thứ trong gia đình hợp lý, đúng kiểu Mỹ. Theo ca sĩ, ở độ tuổi gần 60, anh xác định được điều gì là quan trọng nhất và cảm thấy hài lòng với những gì đang có. Sau nhiều năm ly hôn, VMC và vợ cũ Thu Phương xem nhau như bạn bè, cùng quan tâm đến các con chung. Ca sĩ cho biết hai con lớn thường xuyên sang nhà anh chơi, xem vợ anh như mẹ. Con đầu của VMC đã 30 tuổi, thỉnh thoảng giúp bố làm công việc về âm thanh. VMC kể lại những ngày đầu sự nghiệp và lý do thật sự chia tay Thu Phương. Giai đoạn tôi hoạt động vào năm 94, Việt Nam mới mở cửa, nhiều người nước ngoài tới làm việc và có nhiều nhu cầu tổ chức hội nghị sự kiện, nên tôi đi làm MC và kiêm luôn tổ chức. Ví dụ, khi một nhãn hàng, công ty muốn tổ chức sự kiện thì tôi đứng ra nhận thầu rồi đi mời ca sĩ, ban nhạc, thuê âm thanh,
ánh sáng, sân khấu, hội trường, rồi mời Thu Phương hát luôn. Lúc đó, Thu Phương đã là vợ tôi vẫn phải trả cát xê cho vợ, và cô ấy quản lý kinh tế gia đình lúc đó, cầm tiền trả cho những người khác luôn. Các công ty nước ngoài khi ấy cũng cần một người giỏi tiếng Anh để phiên dịch cho MC sự kiện. Do đó tôi đứng ra nhận làm MC luôn để đỡ tốn tiền thuê thêm một người dẫn, rồi tôi cũng lại phải đứng đó dịch. Cuối cùng, MC thành một nghề của tôi. Sau này, tôi cần một nghệ danh để ghi vào các sự kiện. Mọi người bảo tôi nên đặt một tên khác Quang Huy, vì nhiều người tên Quang Huy quá rồi. Thế là tôi lấy luôn tên Huy MC, làm nghệ danh cho mình. Nghề MC cũng chính là nghề đầu tiên của tôi, trước khi đi hát, chơi nhạc. Tiếp đó, Huy MC chia sẻ về những dông tố từng trải qua trong cuộc đời mình. Khi tôi và Thu Phương sang nước ngoài định cư, thì tôi là người quyết định, vì tôi vốn tiếp xúc với quốc tế từ sớm. Vợ chồng tôi âm thầm đi, không cho gia đình biết. Lúc mới sang nước ngoài, chúng tôi vẫn có tiền, vẫn ở trên đỉnh cao danh tiếng nên cuộc sống thoải mái. Chỉ tính là có show nào hát thì nhận. Nhưng càng ngày, cuộc sống ngày càng khó khăn, show ít quá. Từ đó, tôi chán nản, nghĩ rằng không thể theo nghề này được nữa nên buông. Tôi không nghĩ ánh hào quang của nghề này còn tiếp tục với mình. Tôi chỉ còn đam mê chơi nhạc trong người thôi. Những cái đó đi ngược lại với quan điểm, cảm nhận của Thu Phương, vì Thu Phương rất đam mê nghề. Từ đó nảy sinh mâu thuẫn, từ mâu thuẫn nhỏ thành mâu thuẫn lớn, rồi thêm khó khăn cuộc sống, nhiều vấn đề khác. Sau đó, tôi bỏ về Việt Nam để Thu Phương ở lại một mình. Gia đình tôi ngày càng xa nhau và có nhiều trở ngại. Tiếp đến, tôi gặp một cuộc tình sét đánh, rồi tự đảo lộn cuộc sống của mình. Thu Phương cũng vì thế mà giận tôi luôn. Điều này như giọt nước tràn ly, khiến cô ấy quyết định suy nghĩ lại về quan hệ giữa hai vợ chồng. Hiện tại, về đam mê nghệ thuật, Huy MC cho biết do hai con còn nhỏ, nên anh tập trung quán xuyến gia đình, chăm sóc bọn trẻ, ít nhận show ở xa. Theo ca sĩ, anh có ban nhạc và một dàn âm thanh nhỏ, đủ chơi ở các sự kiện gần nhà. Thỉnh thoảng, Huy MC hợp tác với một số anh em nghệ sĩ làm các sản phẩm, chương trình ca nhạc. Thời điểm cuối năm tôi bận hơn bình thường vì nhiều sự kiện. Hiện tôi cộng tác phụ trách âm thanh cho một tụ điểm chuyên tổ chức sự kiện, mời các ca sĩ từ Việt Nam và nghệ sĩ hải ngoại diễn. Tôi chưa nghĩ tới việc trở lại sân khấu ca nhạc vì không có thời gian tập trung vào đó. Vợ làm hành chính nên hầu hết việc nhà và chăm con do tôi quán xuyến. Tôi chỉ đỡ bận vào buổi tối và cuối tuần để làm các công việc liên quan tới âm nhạc. Có thể sau này các con lớn hơn, tôi sẽ nghĩ lại, nhưng nếu tôi tái xuất với vai trò ca sĩ thì cũng chỉ để ôn ký ức với đồng nghiệp thôi. Nói về lịch trình mỗi ngày ở Mỹ, Huy MC tiết lộ buổi sáng anh thường dậy sớm uống cà phê, sau đó chuẩn bị đồ ăn cho hai con trai và đưa chúng đi học. Trong khi các con ở trường còn vợ tới công sở, Huy MC làm việc nhà, dành thời gian cho bản thân, lên mạng xã hội cập nhật tình hình của gia đình, bạn bè tại Việt Nam. Chiều anh đón con về, chuẩn bị cơm nước và kèm con học bài. Công việc của vợ tôi đòi hỏi cô ấy phải chuẩn chỉnh giờ giấc, rất vất vả, không có nhiều thời gian cho bản thân hay gia đình. Dù vậy, Quyên luôn tranh thủ chăm sóc, chơi đùa với các con khi có thể.